Phùng Ngọc Huy bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc ủng hộ Mai Phương tại Mỹ. Mới đây, Phùng Ngọc Huy cùng nhiều nghệ sĩ khác đã có mặt trong đêm nhạc kêu quỹ ủng hộ nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương. Chia sẻ trên Facebook cá nhân, diễn viên Minh Luân vui mừng thông báo đến đông đảo khán giả về thành công của đêm nhạc gây quỹ, giúp đỡ hai nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương. Minh Luân đăng tải chi tiết danh sách các mạnh thường quân và nhiều nghệ sĩ quyên góp cùng một dòng trạng thái dài. Chuyện là hôm qua tổ chức show ở Isago gây quỹ giúp đỡ hai nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương đã thành công ngoài mong đợi với số tiền là 10.640 đô và 3.380 đô, Milo bán CD 3 show khác. Được 14.020 đô và trước đó Minh Luân đã quyên góp được 4.000 đô gửi về nữa là tổng cộng 18.020 đô. Thật là vui quá xá. Sau ngày Minh Luân về đến Việt Nam sẽ trao số tiền đến tận tay hai nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương. Đặc biệt, Phùng Ngọc Huy, người yêu cũ của Mai Phương cũng xuất hiện trong đêm nhạc gây quỹ. Có thể nhận thấy dù ở nước ngoài xa xôi, không thể về thăm bạn gái cũ, nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn dành sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ Mai Phương tại Mỹ. Nam ca sĩ đã thể hiện nhiều ca khúc đêm diễn để kêu gọi ủng hộ cho Mai Phương. Theo chia sẻ của Minh Luân, đêm nhạc gây quỹ quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như siêu mẫu MC Đức Tiến, Gypsy Phương Trinh, nghệ sĩ Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, MC Bảo Châu. Khôi Nguyên, Trey Phi, con trai nghệ sĩ Hồng Vân, cùng diễn viên Minh Luân cũng có mặt trong đêm nhạc. Diễn viên Minh Luân, ca sĩ Quách Tuấn Du và người mẫu Đức Tiến. Nói tiếng Pháp cường điệu hóa, Hồ Ngọc Hà bị cư dân mạng chửi mang tiếng con lai. Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà luôn là cái tên nóng trên các diễn đàn. Chỉ nói một câu chào tiếng Pháp thôi, cô lại tiếp tục là tâm điểm của cuộc tranh cãi nảy lửa. Được gọi là bông hồng lai nổi tiếng showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà luôn biết cách thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Có lúc lại trầm trồ bởi nhan sắc nổi trội lộng lẫy về body nóng bỏng, không tì vết. Khi thì về những dự án âm nhạc, Hồ Ngọc Hà ngoài ra còn gắn liền với nhiều scandal ồn ào, từ nữ hoàng giải trí tới nữ hoàng thị phi, Hà Hồ bị soi mọi nhất cử nhất động. Mới đây vừa khiến dân tình mãn nhãn bởi hình ảnh đẹp khí chất tài Pháp, mỹ nhân này lại tiếp tục gây bão tranh luận sau khi đăng tải đoạn story ngắn nói Bonjour. Dịch là xin chào, phỏng vẹn một tiếng chào nhưng lại khiến dư luận tranh luận sôi nổi. Xôn xao để phân định về trình độ ngoại ngữ của cô. Hồ Ngọc Hà vốn được biết đến là người Việt lai Pháp, bố cô là người mang hai dòng máu Pháp Việt. Ngay sau khi đăng tải clip này lên mạng xã hội, nữ ca sĩ cả một trời thương nhớ nhận được phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Tiếng Pháp từ A và âm mũi là khó phát âm. Nổi tiếng thông minh và tài giỏi như Hồ Ngọc Hà xem ra cũng không qua được cửa ải này. Một số bình luận chê bai khả năng nói tiếng Pháp của Hồ Ngọc Hà. Bảo vệ Á hậu bán dâm, Hoa hậu Hải Dương bị chỉ trích. Hoa hậu Hải Dương vẫn hy vọng sau này Á hậu bán dâm sẽ được may mắn nhiều hơn. Thay vì phải gặp nhiều người thì có một người để che chở và lo lắng cho cuộc đời TD. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng cũng như làng giải trí Việt xôn xao về việc Á hậu MC bị tạm giam để điều tra về việc mua bán dâm với giá 1.000 đô. Rất nhiều cư dân mạng đã vào Facebook Á hậu và MC bán dâm để chửi mắng chỉ trích. Trước vụ ồn ào đó, Hoa hậu Hải Dương đã lên tiếng và chia sẻ quan điểm cá nhân của mình. Tôi cũng xe nhưng tôi thấy không có gì đáng trách hay đáng khinh cả, vì căn bản ai cũng già lớn cả rồi, mỗi người có đủ lý trí để tự quyết định việc mình làm, và đây là sự tự nguyện cả hai bên. Bạn trai bạn gái lo cho nhau thì cũng sẽ tốn tiền, có ngủ với nhau mà có trân trọng tặng nhau món quà bằng tiền cũng không sao mà, vì dù bao tiền cũng là tự nguyện móc túi đưa ra, nghĩ vậy đi cho nó nhẹ nhàng. Muốn nổi tiếng người ta cũng rất tốn rất nhiều tiền nhiều công sức. Khi nổi rồi thì cũng nhiều cám dỗ, vì không phải ai muốn buôn bán kinh doanh rồi cũng thành công, trong khi cuộc sống gia đình cần nhiều thứ để lo. Có người chấp nhận số phận không tiền, nhưng cũng có người tìm cách kiếm tiền từ cách này hay cách khác. Quan trọng là cái đầu mỗi người suy nghĩ khác nhau, nên đừng chê trách họ tại sao không đàng hoàng hay tử tế giống mình. Sự lựa chọn muôn màu muôn cách thì nó là xã hội xưa giờ. Thay vì đó, hãy nghĩ rằng cũng thương vì cuộc sống người ta không bình an được như mình. Mỗi một biến cố đến đồng thời, tương lai cũng thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Xã hội hiện đại nhiều lắm rồi, nên đừng để những quy củ hủy hoại sự tôn trọng giữa người và người. Không có gì đáng chê trách cả, hy vọng sau này bé Dung sẽ được may mắn nhiều hơn. Thay vì phải gặp nhiều, người thì may mắn gặp được một người che chở và lo lắng cho cuộc đời em.
Những chị em phụ nữ gặp được một nửa cuộc đời tốt đẹp hạnh phúc thì hãy chia sẻ và cảm thông cho sự lựa chọn mang đến điều không may mắn cho các cô ấy. Là phụ nữ hãy yêu quý nhau, đừng dè biểu vì điều đó, có thể giết chết thời gian còn lại của cuộc đời một con người. Đời còn dài, sự cảm thông luôn mang lại sự may mắn hạnh phúc lâu dài cho tất cả người phụ nữ. Nếu gặp lại em, chị vẫn quý mến em như vậy nhé, Thư Dung. Họ làm đúng sai, ai cũng biết và tự nhận lấy hậu quả. Quan trọng việc cũng xảy ra rồi thì hãy động viên để họ có một tương lai khác tốt đẹp hơn, không chà đạp, không dè biểu nhau. Điều đó chỉ thành con người không lương thiện. Hoa hậu Hải Dương vẫn mong á hậu bán dâm Thư Dung sau này sẽ gặp được người may mắn nhiều hơn. Cô cũng mong cư dân mạng không nên dè biểu á hậu bán dâm. Chia sẻ của Hoa hậu Hải Dương đã gây ra những ý kiến trái chiều. Một số người đồng tình với quan điểm của Hải Dương đưa ra là không nên lăng mạ chỉ trích á hậu MC bán dâm. Tuy nhiên, cũng có một số người không đồng tình với Hoa hậu Hải Dương. Nhiều người nêu quan điểm, em không đồng tình với quan điểm của chị. Thiếu gì nghề để làm, đâu phải nhất thiết phải cách bán dâm để kiếm tiền. Có sắc, có học, có chân tay mà. Đồng ý ai cũng cần tiền, nhưng hãy làm chủ đồng tiền, chứ đừng để đồng tiền xoay khiến mình. Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh nhé, vì biết đâu sự lên tiếng của chị là tiếp tay cho một cái showbiz ngày càng ô uế hơn đấy ạ. Tất cả chỉ là ngụy biện, tiền tài có thể làm lại được, nhưng danh dự, uy tín, nhân phẩm, ánh mắt người khác nhìn vào thì không bao giờ em ạ. Nhiều cư dân mạng không đồng tình với quan điểm của người đẹp này. Lương Thế Thành tuyên bố mê con nên cho vợ ra rìa. Từ khi có con, Lương Thế Thành hầu như dành toàn bộ thời gian của mình cho cậu quý tử. Ngày 27 tháng 7, trên trang cá nhân, Thúy Diễm đăng tải hình ảnh đầu tiên của con trai đầu lòng nhưng ngày đầy tháng. Theo chia sẻ, thông tin nữ diễn viên sinh con hoàn toàn được giữ bí mật cho tới khi cô hé lộ hình ảnh của con. Bà xã Lương Thế Thành cho biết, cô sinh con trai bằng phương pháp sinh thường vào ngày 27 tháng 6 tại nước ngoài. Từ đó đến nay, cặp đôi liên tục cập nhật những hình ảnh đáng yêu của cậu quý tử trên trang cá nhân. Mới đây, Lương Thế Thành vừa đăng tải dòng trạng thái kể về cậu con trai đầu lòng, bé Bảo Bảo. Anh tự dành lời khen cho bản thân và con trai vừa giống nhau, lại vừa đẹp trai. Sau hai ba con mình đẹp trai giữ thần vậy ba ơi. Cho mẹ Diễm ra rìa luôn, chích lời Bảo Bảo nói, chứ Thành không có nói à nghen. Lương Thế Thành thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai trên trang cá nhân. Cậu bé được nhiều người nhận xét là có khuôn mặt y hệt bố. Thúy Diễm cũng từng ganh tị khi thấy con trai không có điểm nào giống mình. Dù chỉ mới ra đời được vài tháng, nhưng Bảo Bảo lại có biểu cảm cực lấu lĩnh và đáng yêu. Trước đó, Thúy Diễm cũng từng tâm sự. Từ khi sinh em bé, Thúy Diễm nói đùa rằng mình bị ra rìa vì con trai quá giống bố. Vừa sinh xong, tôi đã thấy khuôn mặt của con rất đàn ông. Nhìn là biết con trai liền, thấy anh Thành bế Bảo Bảo, tôi thấy hai cha con giống nhau y đúc. Kể từ giây phút đó, tôi chính thức ra rìa bởi anh Thành thích con lắm, giống như tìm được bản sao của mình vậy. Anh ấy giờ mê con hơn tất cả những thứ khác trên đời, vợ cũng để sang một bên. Bị tung tin đồn bỏ đi, để lại tờ đăng ký kết hôn cho Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng dọa sẽ tìm đến tận ổ. Diễn viên Cát Phượng vô cùng bức xúc khi có kẻ tung tin đồn cô bỏ đi để lại tờ giấy đăng ký kết hôn cho Kiều Minh Tuấn. Thời gian gần đây, tin đồn Cát Phượng chia tay với Kiều Minh Tuấn khiến dân mạng xôn xao. Thậm chí, đến con trai của Cát Phượng cũng hoang mang hỏi mẹ về thông tin này. Cát Phượng nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn chia tay. Cô khẳng định với fan, mối quan hệ của mình và chồng vẫn bình thường. Thậm chí, Kiều Minh Tuấn còn rủ Cát Phượng đi du lịch ở Đà Lạt. Tuy nhiên mới đây vẫn có kẻ tung tin đồn rằng vì không giữ được Kiều Minh Tuấn nên Cát Phượng đã để lại tờ đăng ký kết hôn cùng loạt tâm sự chia tay. Trước tin đồn này, nữ diễn viên khá bức xúc và chia sẻ trên trang cá nhân. Phật trời ơi, các tôi muốn đột quỵ má ơi, để lại tờ đăng ký kết hôn nữa mới ghê. Mà tờ giấy kết hôn nó ghép mới ghê, rồi không lẽ máy sắp đó là tôi ngồi viết tay những lời tâm sự chia tay. Thời buổi mà còn viết tay tâm sự mà tâm sự chia tay là sao, ha ha. Mấy tờ giấy kịch bản tôi viết mà nó nghĩ ra được tờ giấy kết hôn rồi để lại tâm sự chia tay mới ghê, nhắn nhủ nhẹ nếu còn tiếp tục xàm xí nhảm nhí để tụi bay trục lợi từ sự hoang mang của khán giả thì cô Cát này hứa sẽ tìm đến tận ổ của tụi bay đấy. Sau khi đọc được chia sẻ của Cát Phượng, nhiều sao Việt cũng bình luận. Diễn viên Kinh Quốc chia sẻ lộn ruột luôn, nghệ sĩ Hồng Vân thì tiết lộ cũng từng bị tin đồn như Cát Phượng. Loạt sao Việt bình luận ở dưới dòng chia sẻ của Cát Phượng. Thank you.
Son như vợ chồng Lý Hải Minh Hà trốn con phượt trời Tây, khoe hình đẹp như ảnh cưới khiến fan ganh tị. Cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz đang có chuyến du lịch vi vu trời Tây cùng nhau mà không vướng bận con cái. Lý Hải Minh Hà là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ vì sống trong showbiz đầy thị phi, nhưng cả hai vẫn giữ được chất mộc mạc cùng tổ ấm hạnh phúc tràn ngập tiếng cười với bốn thiên thần nhỏ đáng yêu. Đã rất lâu rồi, cặp đôi hiếm khi tung ảnh vi vu riêng cùng nhau mà luôn có bốn nhấp tì xuất hiện trong mọi chuyến du lịch. Vậy nên khán giả thích thú khi mấy hôm nay hai vợ chồng Lý Hải Minh Hà chăm chỉ cập nhật ảnh du lịch trên trang cá nhân, đẹp như ảnh cưới, nhưng dịp trúng con đi chơi, giọng ca trọn đời bên em và vợ đang có chuyến du lịch riêng dài ngày tại địa Trung Hải. Dưới đây là một số hình ảnh tình bể tình của cặp đôi khiến dân tình được fan ghen tị. Hai vợ chồng mặc đồ tông sụt tông, nắm tay nhau đầy tình cảm. Đây là chuyến du lịch hiếm hoi chỉ có hai vợ chồng Lý Hải và Minh Hà. Giọng ca trọn đời bên em tếu táo, mấy năm rồi mới có dịp dẫn gấu mẹ đi chơi mà không có gấu con. Cặp đôi tình bể tình với loạt ảnh chụp chung đăng tải trên trang cá nhân.